quay đuổi trên thách quay nào. Nhà bây giờ tới đây sao không? Mới đây hồi nãy đi như 15 phút mà. Cố gần vậy? Đừng ha. 20 phút hơn. 19 phút. Dạ. 19 phút rồi anh đi 35 phút. Anh, em đi hot ra không không cái đông không không When I was like shadowing, like I took a gap year after graduating from college. I was working as an assistant, so I guess an hour or two. Cái buổi tiệc này vô YouTube mỗi ngày mua bao lâu rồi mấy tháng rồi con này có cái món này rộng lại nó còn rộng lắm sâu lắm tất cả là cái chắc diện tích này hơn hết rồi đúng không? Cái này hồi trước là họ build sẵn hết sao hả? Họ build sẵn như là build ngân hàng 17, 18 gì đó. Ồ, mà chưa bán hả? Nó bị Covid. Chưa ai ở hết. Có người ta ở chứ. Ờ, cái bài. Cái ông này ổng là builder mà. Ồ, ok, ổng builder. Ổng ở mà. Mua đi. Sao mình biết cái nhà này họ ổng đâu bán hay vậy? Đúng có lên chợ mà. Rồi ha. Đây là phía trước nhà này, bây giờ mặt trời nó tối quá rồi, không thấy nhà rõ, không? Nhà đi Bagora.